Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 381: Linh Thần Quyết Quỷ Dị. Vị đại nhân kia hẳn là Thất Giai Hoàng. Các người quản nhiều như vậy làm gì? Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Điểm đạo lý đơn giản này mà hai người các người còn không hiểu sao? Cảm đạo phu hừ lạnh một tiếng. À, ta hiểu, ta hiểu. Hai người Địch Áo Từ và Thái Sầm liên tục gật đầu. Cảm đạo phu đại sư, đã như vậy hai người chúng ta cáo lui trước. Nhìn thân ảnh hai người bọn hắn rời đi, ánh mắt cảm đạo phu âm tình bất định. Dùng thực lực và kiến thức linh dược sư tông sư ngũ giai cấp thấp của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Lôi Nặc tuyệt đối không phải là đơn giản là tôn linh sư lục giai cao cấp như vậy. Ngay từ đầu, hắn đã quyết định đi theo Kiệt Sâm, một là vì giúp đỡ gia tộc Khang Tư này, thứ hai cũng là vì thủ pháp phối chế đặc biệt cùng tạo nghệ về linh dược kinh người của hắn, muốn ở bên người của Kiệt Sâm để học tập. Thứ ba là ở thành Thánh Phỉ Thành này cũng đã quá lâu, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại thêm nữa. Hôm nay sau khi phát hiện được thực lực của Lôi Nặc, đối với thần phận của Kiệt Sâm thì hắn cũng sinh ra hiếu kỳ, ngửa đầu nhìn bầu trời, thì thào trong miệng. Bọn hắn đang tìm kiếm vân vụ linh quả, hôm nay đã vừa vặn 8 năm trôi qua. Có lẽ... Không. Hắn dùng sức lắc đầu. Hiện tại còn không phải là thời cơ, phải chờ đợi, chờ đợi. Gia tộc Bội Lôi. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia hào quang vô cùng cừu hận, hắn cắn răng lên tiếng trong nội tâm. Lòng Mỹ huynh đệ, người cứ yên tâm. Mối thù cáo xa mà các người, một ngày nào đó ta sẽ thay các người báo thù. Gia tộc Khang Tư này, quá ác độc. Tại một chỗ trong núi rừng cách xa Thánh Phỉ Thành, mấy thanh niên này của đại gia tộc Đạt Khắc Tư cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, nhìn về phía Thánh Phỉ Thành, phẫn hận lên tiếng. Người cụt một tay đó quá là mạnh mẽ, một kiếm đã đánh chết Mã Nhĩ gia tộc trưởng. Ngay cả áo bà má trưởng lão cũng không thể tránh được công kích của hắn. Một người đàn ông nhỏ gầy, giờ phút này trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi, ngữ khí run rẩy. Còn mẹ nó, gần như là đã thành công rồi. Đến tột cùng là hai cái tên gia hỏa kia từ đâu mà xuất hiện. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Hiện giờ chúng ta không thể trở về thành Thánh Phỉ. Hôm nay chỉ có thể đến thành Hỗn Loạn tìm Khắc Lý Tử Thác, kể mọi chuyện xảy ra tại đây cho hắn biết. Nếu như hắn có thể giành được sự ủng hộ của gia tộc Bộ Lôi, có thể cho chúng ta có nguy cơ báo thù của gia tộc Đạt Khắc Tư. Nếu không thì đời này cũng không cần phải nghĩ đến nữa rồi. Tên đầu lĩnh phẫn nộ lớn tiếng. Đi, đi thành Hỗn Loạn. Đoàn người liền thu thập hành trang, bay vút về phía thành Hỗn Loạn. Thân ảnh bọn hắn vượt qua rừng núi rất nhanh, biến mất trong màn đêm. Từ lúc bên ngoài phủ đệ của gia tộc Khang Tư còn có đang náo nhiệt, hai người Kiệt Sâm và Lôi Nặc đều tu luyện ở trong phòng của mình. Áp lực đến từ gia tộc Đạo Tư khiến cho Lôi Nặc giống như là một cỗ máy chạy bằng dây cót. Mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng tu luyện, cùng với Đế Lam, là Từ Đặc và Vi Ân khiến hắn lý giải rất nhiều về cảnh giới Hoàng Linh Sư trung cấp. Đặc biệt là lúc rời đi, Đế Lâm trung cấp Hoàng Linh Sư đã tận lực luận bàn với hắn một phen, khiến hắn cũng lĩnh ngộ được với Hoàng Linh Sư trung cấp. Trong phòng, Lôi Nặc lấy một lọ linh lực dược màu vàng ra uống vào. Một cỗ linh lực kim hệ nồng đậm lập tức chạy trong kinh mạch của hắn. Lôi Nặc nhắm nghiền hai mắt, từ từ vận chuyển linh lực thất giai cấp thấp trong linh mạch của mình, đồng thời hấp thu linh nguyên tố kim hệ trong thiên địa, cùng với linh lực kim hệ chiết xuất từ linh dược kia dùng nhập vào trong linh lực của bản thân mình. Bình linh dược này là do Kiệt Sâm phối chế cho hắn. Đã có linh dược này, tốc độ dành dụng linh lực kinh hệ trong cơ thể của Lôi Nặc đã nhanh hơn rất nhiều, không cần phải hoàn toàn dựa vào hấp thu linh nguyên tố trong thiên địa. Tròn vòng mấy tháng ngắn ngủi, linh lực vừa mới tấn cấp Hoàng Linh Sư thất giai đề cấp trong cơ thể của Lôi Nặc đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao thất giai đề cấp. Chỉ kém một tia là đến trùng cấp. Nhưng một tia này cũng không phải là hắn tùy tiện phục dụng linh dược là có thể tiến nhập vào. Điều này cần hắn không ngừng lĩnh ngộ,
thẳng đến một ngày nào đó phá tan trở ngại kia. Tại lúc Lôi Nặc tu luyện, Kiệt Sâm cũng đang tu luyện trong phòng của mình. So với lúc Kiệt Sâm chiến thắng tại Vương Thành, phối chế linh dược tiến vào cảnh giới linh sư tam giai cao cấp thì hôm nay đã vượt qua được 2 tháng. Giống như linh dược sư bình thường, sau khi tiến vào tam giai linh sư, kinh mạch trong cơ thể chỉ có thể vận hành thành linh lực, mà Kiệt Sâm tu luyện linh thần quyết. Sau khi linh dịch trúc thể trong người không ngừng mở rộng, gần mạch của Kiệt Sâm chẳng những tam giai kinh mạch mà còn những kinh mạch từ cấp 1 đến cấp 9 trong cơ thể cũng đều chứa đựng đại lượng linh lực. Nhiều kinh mạch đồng thời vận chuyển, hấp thu linh lực như vậy, tốc độ tu luyện của Kiệt Sâm nhanh hơn gấp 10 lần so với linh sư bình thường. Hơn nữa, tốc độ hấp thu linh lực của linh thần quyết so với công pháp bình thường thì không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. 2 tháng tu luyện của Kiệt Sâm cơ hồ tương đương với một linh sư bình thường tu luyện 2 năm. Hôm nay, linh lực trong cơ thể của Kiệt Sâm sớm đã đạt đến cảnh giới tam giai đỉnh cao. Chỉ còn nữa là đạt đến thiên linh sư tứ giai cấp thấp. Nhưng chỉ một tầng cách trở như vậy lại vô cùng ngăn trở Kiệt Sâm đột phá. Độ khó tấn cấp từ tam giai thiên linh sư đến tứ giai thiên linh sư, trên thực tế không phải là đơn giản như Lôi Nặc tấn cấp từ hoàng linh sư cấp thấp đến hoàng linh sư trung cấp. Theo tam giai linh sư đến tứ giai thiên linh sư là từ chức nghiệp giả cấp thấp đột phá chức nghiệp giả trung giai. Linh đồ nhất giai trong kinh mạch cơ thể sinh ra linh lực. Linh sĩ cấp 2 thì có thể quán thâu linh lực ra bên ngoài thân, mang lại sức chống cự cho thân thể. Tam giai linh sư có thể quán thuần linh lực vào trong vũ khí, mà tứ giai thiên linh sư có thể hình thành một đạo hào quang bên ngoài của vũ khí. Từng kiếm quang đạo hoặc là quang mang này cũng không phải là đơn giản phun linh lực lên, mà sau khi từ tam giai tiến vào tứ giai, kết cấu linh lực đã được cải biến, biến hóa về thể chất. Hơn nữa, bộ công pháp linh thần quyết này, trước tam giai thì cơ bản không có linh kỹ gì, ngoại trừ các loại kỹ xảo dùng lực đơn giản như băng quyền, quỷ bộ, còn lại thì không có gì khác. Cái này khiến Kiệt Sâm nghi hoặc. Càng làm cho Kiệt Sâm nghi hoặc chính là công pháp bình thường đều có thuộc tính cố định. Ví dụ như liệt hỏa công pháp là hỏa hệ, kim thân quyết là công pháp kim hệ. Giống như một gã linh sư bình thường căn cứ vào thuộc tính của thân thể mình đều tu luyện công pháp bất đồng nhất. Có rất rất ít người tu luyện hai hoặc là nhiều hệ công pháp, lúc hấp thu linh lực thì lại càng khó. Hết chương 381, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 382, Dược Tề Cực Hạn. Một hỏa hệ linh sư cũng không phải nói không thể hấp thu thủy hệ linh hoàn. Chỉ có điều thuộc tính bất đồng thì sẽ sinh ra lực lượng thuộc tính kháng cự, thậm chí còn khiến linh sư mất mạng. Coi như là hấp thu thành công vận may, cũng không nhất định có thể thúc dục lên khiêng linh cữu mang đến linh kỹ. Nhưng linh thần quyết này cho tới bây giờ Kiệt Sâm cũng không biết thuộc tính chính thức của nó là gì. Cửu đầu khủng long cự huyễn là tinh thần hệ, kim hoàn ngân mãng là kim hệ, bất tử hỏa phượng là hỏa hệ. Tam hệ linh hoàn bất đồng này đồng thời xuất hiện trên người của Kiệt Sâm, nhưng lại không khiến linh lực trong cơ thể của Kiệt Sâm có chỗ xung đột hay là không ổn nào. Càng khiến Kiệt Sâm phiền muộn chính là, giống như công pháp bình thường cũng có thể dựa vào không ngừng phục dụng linh dược tề, trực tiếp thúc dục linh lực trong cơ thể của mình tiến đến cấp bậc đỉnh phong. Nhưng mà linh thần quyết này, ví dụ như lúc Kiệt Sâm là tam giai trung cấp, vô luận hắn phục dụng bao nhiêu linh dược tề tam giai trung phẩm đều không thể rất nhanh đạt tới tam giai trung cấp đỉnh phong. Tuy rằng sau khi phục dụng linh dược, linh lực trong cơ thể cũng lập tức tăng vọt, nhưng lại không có cách nào hoàn toàn dung hợp linh lực tam giai trung cấp vào trong kinh mạch, trở thành linh lực của chính bản thân mình. Bởi vậy, Kiệt Sâm muốn thực lực của mình chính thức tăng lên thì chỉ có thể không ngừng tu luyện. Cũng may hiện tại trong cơ thể của Kiệt Sâm có tất cả 12 kinh mạch lớn nhỏ có thể đồng thời tu luyện, tốc độ cũng không chậm. Nếu có cơ hội mà nói, Kiệt Sâm muốn trở lại kiếp trước của mình tìm được công pháp linh quyết cùng cách điều chế hỏa thần chi dịch tại phế tích cổ xưa. Chỉ có điều chỗ đó cũng cực kỳ nguy hiểm. Dùng thực lực của Kiệt Sâm hôm nay đi vào tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bởi vậy Kiệt Sâm cũng chỉ đành đè lại ý niệm này thôi. Trong lúc hai người tu luyện, thời gian một đêm trong nháy mắt đã trôi qua. Sáng sớm, ánh mặt trời tươi đẹp từ trên không chiếu xuống,
rọi trên thân người, cho người một cảm giác thư thái tràn đầy hy vọng. Trên đường cái, đội hộ vệ gia tộc Khang Tư lưng đeo trường kiếm đi tuần tra, hơn nữa còn cáo chi cho toàn bộ thành Thánh Phỉ. Dân chúng thành Thánh Phỉ cũng là một vấn đề của thành Thánh Phỉ. Đương nhiên, một ít sản nghiệp của gia tộc Đạt Khắc Tư và gia tộc Ni Nhĩ gộp vào, các loại vấn đề về thuế má, đồng thời có thành viên của gia tộc Khang Tư tiến hành đâu vào đấy. Kiệt Sâm mở phòng ra, cảm thụ được không khí tươi mát trong phòng ở bên ngoài, trên mặt của Kiệt Sâm nở nụ cười. Tu luyện qua một đêm, không những không khiến cho Kiệt Sâm mệt mỏi mà ngược lại còn khiến thần sắc của hắn càng thêm tinh thuần, mà Lôi Nặc ở phòng bên cạnh cũng đã đi ra. Hai người bọn họ vừa mới liếc nhìn nhau, Cảm Đạo Phu ở bên ngoài viện liền đi đến. Hai vị đại nhân à, Địch Á Từ đại trưởng lão và Thái Sầm tộc trưởng đang cầu kiến ở bên ngoài. Với tư cách là một gã đại sư linh dược, trên mặt Cam Đạo Phu đã không còn vẻ kiêu ngạo như ngày hôm qua nữa. Vô luận là Lôi Nặc vũ lực cường đại hay là Kiệt Sâm tạo nghệ linh dược học vượt xa hắn, Cam Đạo Phu đều không có chút nào có thể kiêu ngạo được nữa rồi. Kiệt Sâm kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười nói. Cam Đạo Phu đại sư, buổi sáng tốt lành. Không phải là ngươi chuyên chờ chúng ta ở chỗ này đấy chứ? Cam Đạo Phu cười cười nói. Kiệt Sâm đại nhân, ta vẫn chưa tính là sớm, có hai người còn sớm hơn ta. Cam Đạo Phu tự nhiên chỉ hai người Địch Á Tư và Thái Sâm. Bên ngoài viện, đại trưởng lão Địch Áo Tư và Thái Sâm tộc trưởng vô cùng cung kính đứng chờ ở ngoài kia. Nhưng thời gian dài như vậy cũng không khiến cho bọn hắn mất chút kiên nhẫn nào, ngược lại còn vô cùng chân thành. Nếu để cho toàn bộ người ở thành Thánh Phỉ Thành biết rõ gia chủ của thành Thánh Phỉ Thành hôm nay lại cung kính ở chỗ này chờ hai người qua nửa canh giờ mà không nhúc nhích khoảng một phát, thì sợ rằng tất cả mọi người sẽ chấn kinh mất. Nhìn thấy ba người Kiệt Sâm từ trong nội viện đi ra, thân thể của Địch Á Tư và Thái Sâm đều hơi chấn động, lập tức biểu hiện ra vẻ mặt vô cùng cung kính. Hai vị đại nhân à, Trần Bảo gia tộc Đạt Khắc Tư và gia tộc Ni Nhĩ đều đã được mang đến gia tộc Khang Tư chúng ta, kính xin hai vị đại nhân kiểm kê. Trước mặt Kiệt Sâm và Lôi Nặc, hai người Địch Á Tư và Thái Sâm quả thật là giống như hạ nhân, vô luận là động tác, thần thái hay ngữ khí đều cực kỳ giống với hạ nhân. Trần Bảo gia tộc Đạt Khắc Tư và gia tộc Ni Nhĩ, còn gia tộc Khang Tư các ngươi thì sao? Kiệt Sâm nở nụ cười nói ra. Đi thôi, chúng ta đi xem. Trong một gian phòng sâu trong phủ đệ gia tộc Khang Tư, diện tích căn phòng này cũng không lớn, bên trong bày những giường hòm lớn. Kiệt Sâm tùy ý mở một giường ra, sắc mặt vốn mang theo vẻ mỉm cười của hắn thoáng cái đã ngừng động lại. Giường hòm cuối cùng này đã bày từng hạt châu lớn nhỏ màu xanh sẫm, đây là long nhãn thạch. Long nhãn thạch này là tài liệu tương đối đắt đỏ dùng để điều chế một ít dược phẩm tam giai đến ngũ giai. Long nhãn thạch này cũng không phải là một loại thạch đầu mà một cây trái có hương thơm mọc ra từ cây leo. Trước khi thành thục thì loại trái cây này nhìn rất giống con mắt của một loại á long tên là thúy long nhãn, cho nên được xưng là long nhãn thạch. Long nhãn thạch chỉ có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh rừng mưa ẩm ướt, linh lực dồi dào. Hơn nữa, tuyệt đại đa số yêu thú đều ưa thích trái cây, bởi vậy có rất ít long nhãn thạch xuất hiện. Mà long nhãn thạch trồng chất nước mắt này, mỗi khỏa đều lớn nhỏ như ngón tay cái, ước chừng gần sinh trưởng 15 năm. Một khỏa long nhãn thạch như vậy có thể bán được 5 vạn linh tệ tại đại lục, giá cả đắt đỏ. Long nhãn thạch 20 năm thì những cửa hàng bán tài liệu bình thường không thể bán, cần một ít cửa hàng có mặt tiền lớn hơn mới có thể mua được. Mà long nhãn thạch trồng chất trước mắt này, tính sơ qua cũng có gần 100 khỏa. Long nhãn thạch phẩm cấp xuất sắc như vậy, 3.000 năm sau đều có thể tăng lên 50 vạn linh tệ một khỏa. Hôm nay khoáng cái xuất hiện gần 100 khỏa, có thể khiến bất kỳ người nào đó trở nên rung động. Sau đó hắn rất nhanh mở một giường khác ra. Trong giường bày đặt 3 thân cây lớn màu ngón tay cái, hồng đậm, thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng ánh mắt của Kiệt Sâm rơi trên thân nhánh cây màu hồng đậm kia thì thiếu chút nữa đã kinh hồ. Là mộng ly hành. Nếu như nói long nhãn thạch vừa rồi có thể mua được trên thị trường thì mộng ly hành trước mắt thuộc về nhóm tài liệu chân quý. Mộng ly hành chỉ có thể sinh ra ở nơi sâu nhất trong đầm lầy. Loại thực vật này tương đối thừa thớt, mỗi bụi cỏ chỉ có một cây.
mỗi 10 năm sẽ dài ra một chút. Sau khi sinh trưởng có 100 năm thì thân cây sẽ tiết ra một chất lỏng màu hồng đậm. Thành phần chất lỏng này rất phức tạp, coi như là 3.000 năm sau cũng không ai có thể xác định thành phần của nó. Điều duy nhất có thể biết là sau khi trải qua phối chế thì loại chất lỏng này sẽ giúp linh sư đột phá rất lớn. Hết chương 382, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 383, Dược Tề Cực Hạn. Hơn nữa, một khi loại chất lỏng này tiết từ mộng ly hành ra, liền không cách nào bảo tồn. Nếu trong 10 giờ không sử dụng thì sẽ mất đi hiệu dụng, là tài liệu chính yếu nhất để phối chế dược tề cực hạn. Không nghĩ tới Trần Bảo trong thành thánh phỉ thành này rõ ràng lại có mộng ly hành, lại không chỉ là một cây. Coi như là kiếp trước của Kiệt Sâm thì mộng ly hành cũng không phải là muốn có là có. Trong lúc đó, Kiệt Sâm phát hiện ra mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Lúc mới bắt đầu, hắn cho rằng thành thánh phỉ này không có khả năng có Trần Bảo gì, bởi vậy cũng quá không để trong lòng. Quả thật, dù là đại gia tộc trong thành trì này cũng khó mà có Trần Bảo gì. Nhưng Kiệt Sâm đã quên nơi này là Vân Vũ Đầm Lầy, là một trong thất đại điểm địa, có tài liệu linh dược rất phong phú. Vốn tại trung tâm của đại lục, linh hạch linh thú tuyệt đối là đồ vật hy hữu vô cùng chân quý, nhưng tại linh thú sơn mạch thì tuyệt đối có thể tùy ý kiếm được linh hạch cấp thấp. Cảm đạo phù đại sư ở một bên nhìn thấy biểu lộ của Kiệt Sâm, cuối cùng trong nội tâm cũng thoải mái thoáng một chút, đồng thời cũng càng thêm tôn kính Kiệt Sâm, một người linh dược sư cường đại đến từ bên ngoài hỗn loạn chỉ lĩnh. Hai vị đại nhân, những tài bảo này là tất cả những gì chân quý nhất của tam đại gia tộc ta. Địch áo từ trưởng lão có chút tâm thần bất định, lên tiếng nói. Trừ cái này ra thì tam đại gia tộc hợp lại còn có 4 trường linh tạp không ký danh, bên trong mỗi tấm có 1.000 vạn linh tệ. Không tệ. Mở nguyên một đám dương hòm ra, sắc mặt của Kiệt Sâm trở nên hồng thuận, đây là biểu hiện phấn khởi. Trên thực tế, ngoại trừ từ đầu có chút không chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy lòng nhãn mạch và mộng ly hành thì Kiệt Sâm có chút giật mình. Hiện giờ phấn khởi cũng không phải là những tài liệu này sẽ trở nên vô cùng quý hiếm vào 3.000 năm sau, mà là vì Kiệt Sâm nhìn thấy ở chỗ này có vài loại tài liệu chủ yếu để phối chế dược tề tứ giai cực hạn. Dược tề cực hạn đồng dạng với dược tề trị liệu, là một loại dược tề thông dụng, có từng cấp bậc. Công hiệu đồng dạng nhưng tài liệu cần thiết mỗi một giai đều không giống nhau. Dược tề cực hạn ý nghĩa như tên gọi, chính là lúc một linh sư gặp cửa khẩu dưới bậc nhất giai, có thể thực dụng, sở dĩ giúp linh sư vượt qua bành trướng cực hạn. Như dược tề tứ giai cực hạn này, có thể khiến một gã linh sư tam giai cao cấp lúc trùng kích thiên linh sư tứ giai cấp thấp, sau khi đụng chạm bành trướng cực hạn thì có thể phục dụng dược tề này, khi đó thành công sẽ nhiều hơn vài phần. Tuy rằng không hề giống với dược tề lục phẩm thượng giai tôn linh sư, nghịch thiên như lần trước, nhưng mà Kiệt Sâm cũng có thể dùng trực tiếp khiến người ta đề thăng một cấp. Đối với linh sư mà nói thì cũng là dược tề cực kỳ quý hiếm rồi. Mà hôm nay Kiệt Sâm lại hoàn toàn kẹt lại bình chướng tam giai cấp thấp. Hiện giờ đã có những tài liệu này, nếu như luyện chế ra dược tề cực hạn thì Kiệt Sâm có thể nắm chắc rất lớn đột phá đến cảnh giới thiên linh sư tứ giai cấp thấp. Có thể làm Kiệt Sâm hưng phấn, ngoài tài liệu chủ liệu, luyện chế dược tề cực hạn như thế này thì còn vài loại dược liệu linh dược ở trong tương đối hiếm thấy. Về phần một ít bảo thạch, kim toàn các loại thì Kiệt Sâm căn bản không có hứng thú gì. Địch Á Tư, trong phủ đệ các người còn có phòng thí nghiệm sử dụng linh dược không? Kiệt Sâm mặt mang vẻ hưng phấn, lên tiếng nói. À, phòng thí nghiệm sử dụng linh dược à? Địch Áo Tư có chút sững sờ, rất hiển nhiên hắn hoàn toàn không biết vì sao lúc này Kiệt Sâm đề cập tới vấn đề này làm gì. Như thế nào? Không có sao? Nhìn thấy Địch Á Tư sững sờ, Kiệt Sâm không khỏi nhíu lông mày. À, có. Chỉ có điều có chút đơn sơ, so ra kém với phòng thí nghiệm kiến tạo cho Cam Đạo Phu Đại Phương Thị. Nếu như Kiệt Sâm đại nhân cần thì ta sẽ lập tức mang người đến đó. Lúc này, Địch Á Tư mới phục hồi lại tinh thần, thoáng cái mồ hôi lạnh đã xuất ra khắp người. Rõ ràng là vì không kịp thời trả lời câu hỏi của Kiệt Sâm mà cảm thấy sơ suất đáng sợ.
Vậy là tốt rồi. Trong hai mắt Kiệt Sâm lập lòe tinh mang, sau đó rất nhanh nói ra mấy danh hiệu với Cam Đạo Phu. Cam Đạo Phu đại sư, phiền ngươi lập tức mang những tài liệu này đến phòng thí nghiệm cho ta. Địch Á Tư, 4 chương linh tạp không ký danh kia đâu. Sau khi khiến Cam Đạo Phu đi lấy một ít tài liệu, Kiệt Sâm lên tiếng hỏi. À, Kiệt Sâm đại nhân à, ở chỗ này. Địch Á Tư lấy ra 4 chương linh tạp có khắc linh vân phức tạp trên người ra. Đây là linh tạp không ký danh do tứ loại linh tệ đại lục liên hợp phát hành. Có thể dùng tại bất kỳ linh tệ nào trong tứ đại linh tệ tại đại lục. Kiệt Sâm nhận lấy 3 chương từ trong tay của Địch Áo Tư, mở miệng nói. Còn lại 1 chương linh tạp thì thuộc về các ngươi. Về phần bảo thạch, kim toàn cùng một số ít tác phẩm nghệ thuật, bảo vật ở trong phòng thì các ngươi đều thu hết đi. À, cái này Kiệt Sâm đại nhân à, hay là người thu lấy luôn chương linh tạp này đi, gia tộc bọn ta vẫn còn gần 500 vạn linh tệ tiền mặt. Địch Á Tư vội mở miệng nói. À, đúng vậy, đúng vậy. Thái Sâm tộc trưởng cũng mở miệng lên tiếng, ngữ khí thành khẩn cùng ánh mắt kia tuyệt đối không có chút giả bộ. Ta bảo các ngươi thu lấy thì cứ thu lấy đi. Kiệt Sâm vừa trừng mắt, một cỗ khí thế bức người không hiểu, liền lơ lãng thoát ra. Hai người Địch Á Tư và Thái Sâm lập tức không dám nói tiếp. Trên thực tế, nếu không nói những tài liệu linh dược tại Vân Vũ Đầm Lầy có giá trị đặc thù, tất cả tài sản của tam đại gia tộc Thành Thánh Phỉ hợp lại cũng không bằng gia sản của Lạp Đế Căn gia tộc tại Vương quốc Áo Lan Đa. Lúc trước, gia tộc Lạp Đế Căn vì đấu giá linh tôn dược tề về của Kiệt Sâm, đầu cơ trục lợi đại bộ phận sản nghiệp, hao tổn 30% tài khoản sản, đổi gần 600.000 linh tệ. Nếu không luận hao tổn thì không có cách nào chuyển nhượng sản nghiệp. Toàn bộ gia tộc Lạp Đế Căn lại không sai biệt lắm chỉ có hơn 1 tỷ linh tệ. Tuy gia tộc Khang Tư, gia tộc Ni Nhĩ và gia tộc Đạt Khắc Tư thống lĩnh nguyên một thành trì là đại gia tộc, mà thành phố này mấy chục năm qua đã trường tồn, khẳng định năng lực vơ vét của cải so với gia tộc Lạp Đế Căn tại Vương quốc Áo Lan Đà thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tại hỗn loạn trì lĩnh, mỗi gia tộc đều phải chi tiêu lớn, lôi kéo cường giả, mua sắm vũ khí, linh dược các loại. Càng quan trọng hơn là mỗi lần các gia tộc tại khu vực hỗn loạn này sống mái với nhau thì đều tiêu hao lượng tài vật rất lớn. Nhìn bên ngoài thì bọn hắn vô cùng phong quang, trên thực tế thì bất luận là tài liệu thu hoạch, linh tệ ba gia tộc hợp lại cũng hơn 4.000 vạn mà thôi. Một gia tộc cũng chỉ hơn 1.000 vạn, muốn so với các đại gia tộc tại Vương quốc Áo Lan Đa thì chỉ có rút chút gian nan. Hết chương 383, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 384, chủ nhân. Bởi vậy Kiệt Sâm mới có thể để lại cho gia tộc Khang Tư hơn 1.000 vạn linh tệ. Hơn nữa, những cây này đối với Kiệt Sâm không dùng bảo thạch, kim toàn. Có mấy ngàn vạn thì cũng có thể thống trị thành Thánh Phỉ Thành vô cùng tốt. Coi như là gặp phải thế lực khác công kích, cũng có thể dùng nhiều tài lực như vậy để ứng phó. Sau khi tiếp nhận linh tạp, Kiệt Sâm lập tức đem một đống tài liệu dược tề quý hiếm bày đặt cùng một chỗ, nhẹ nhàng vung tay lên. Đột ngột, tất cả tài liệu vốn bày đặt ngay ngắn trong không gian phòng liền lập tức biến mất. Ờ, chuyện gì vậy? Địch Áo Tư và Thái Sâm không khỏi cả kinh trong nội tâm. Ánh mắt lập tức rơi vào tay của Kiệt Sâm. Trên đó đeo một thứ thoạt nhìn giống như một chiếc nhẫn. Cái này hẳn là không gian giới chỉ trong truyền thuyết. Trên người của Kiệt Sâm đại nhân có một không gian giới chỉ. Địch Á Tư đại trưởng lão và Thái Sâm tộc trưởng đều kinh hãi nhìn nhau. Trong nội tâm lập tức nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Hai người bọn họ cầm quyền một gia tộc, tự nhiên biết rõ một ít về không gian giới chỉ. Tại đại lục Tư Đặc Ân, không gian giới chỉ là một báu vật, vật vô giá, là biểu tượng cho địa vị và thực lực. Một không gian giới chỉ, tuy rằng trong truyền thuyết có người báo giá 100 triệu linh tệ, nhưng còn chưa ai nghe nói qua bán không gian giới chỉ. Mà ngay cả đệ nhất cao thủ Hoàng Linh Sư Thất Giai cấp thấp Đế Lâm Vương quốc của Áo Lan Đa, thậm chí là người Hoàng Linh Sư Thất Giai trung cấp La Tư Đặc, người cầm quyền một trong tam đại gia tộc của Vương quốc Áo Lan Đa, thuộc ngũ đại cường quốc Tây Bắc Trừ Quốc,
cũng đều không có một không gian giới chỉ nào. Bởi vậy có thể tưởng tượng được độ chân quý của vật này. Tại hỗn loạn chi lĩnh, nếu như nói có người không có không gian giới chỉ thì cũng chỉ có tam đại gia tộc cường đại nhất. Đương nhiên chỉ có khả năng mà thôi. Ngay từ đầu, tuy rằng hai người Địch Á Tư và Thái Sâm cảm kích ân cứu mạng của Kiệt Sâm và Lôi Nặc, càng vô cùng sợ hãi thực lực cường hãn kia của Lôi Nặc. Nhưng nếu dâng tặng cả gia tộc cho hai người làm chủ thì bọn hắn cũng trở thành người hầu. Như vậy trong nội tâm bọn hắn vẫn có chút không cam lòng. Nhưng hôm nay trong lòng người Á Địch Tư và Thái Sâm, bọn hắn đã không còn chút phiền não, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Một thiếu niên trẻ tuổi như vậy mà đã có được một báu vật vô giá trên người. Giờ phút này thậm chí Địch Á Tư và Thái Sâm còn hoài nghi Kiệt Sâm là hoàng tử được sủng ái nào đó của một trong tứ đại đế quốc. Cho dù không phải là hoàng tử thì cũng là đệ tử dòng chính của một đại gia tộc đỉnh tiêm nào đó, còn được quyền thế thừa gia tộc. Tuy rằng sau này gia tộc Khang Tư sẽ thống lĩnh một tòa thành cỡ như Thánh Phỉ tại hỗn loạn trì lĩnh, nhưng so với những gia tộc đỉnh tiêm trên đại lục thì quả thật giống như một con kiến so với một con voi, chênh lệch to lớn không thể lường. Giờ khắc này, ngay chỗ sâu nhất trong nội tâm của Địch Á Tư và Kiệt Sâm cũng đã triệt để thần phục dưới chân của Kiệt Sâm và Lôi Nặc. Có thể trở thành thủ hạ của một thế lực đỉnh tiêm tại đại lục này là cái gì cũng không phải là chuyện đáng sỉ nhục, mà ngược lại còn là điều đáng mừng. Chủ nhân, tiểu nhân mang người đến phòng thí nghiệm trong gia tộc. Địch Á Tư vô cùng cung kính lên tiếng nói. Cảm nhận được thái độ của Địch Á Tư chuyển biến vi diệu, Kiệt Sâm cười cười. Không gian giới chỉ này là hắn cố ý bạo lộ ra trước mặt của Địch Á Tư, ẩn ẩn tỏ thái độ với gia tộc Khang Tư. Trước mắt xem ra thì có hiệu quả rõ rệt. Địch Á Tư trưởng lão, người cũng không cần khách khí như vậy rồi, cứ tiếp tục xưng hô ta là đại nhân. Kiệt Sâm cười lớn. Coi như là kiếp trước, dù những người nguyện ý cả đời đi theo mình, Kiệt Sâm cũng khiến bọn hắn gọi mình là đại nhân, chứ không phải là chủ nhân. Chủ nhân à? Cái này làm sao có thể? Địch Á Tư kích động lên tiếng. Gia tộc Khang Tư chúng ta đã hứa hẹn dâng cho hai vị làm chủ, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Từ lúc hai vị chủ nhân cứu gia tộc của Khang Tư chúng ta thì đã là phụ mẫu tái sinh của gia tộc Khang Tư rồi. Là chủ nhân vĩnh viễn của gia tộc Khang Tư chúng ta. Biểu lộ của Địch Á Tư vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy. Thái Sâm tộc trưởng ở một bên cũng nghiêm túc, trang trọng lên tiếng. Gia tộc Khang Tư chúng ta rất coi trọng lời hứa hẹn. Cái này cũng là căn bản của gia tộc chúng ta. Cũng chính là tôn chỉ. Cho dù hai vị chủ nhân không hề muốn gia tộc Khang Tư chúng ta, thì hai vị cũng luôn là chủ nhân, có thiên địa, nhật nguyệt làm chứng. Nhìn thái độ hiền ngang lẫm liệt của hai người Địch Á Tư và Thái Sâm trước mắt, Kiệt Sâm lập tức giờ khóc giờ cười trong nội tâm. Cái này thì tốt rồi, hai người này xem ra là như chết đi sống lại ở bên mình. Dưới sự dẫn dắt của Địch Á Tư, Kiệt Sâm rất nhanh đã đi tới phòng thí nghiệm bên trong phủ đệ gia tộc Khang Tư. Đây là một phòng thí nghiệm có chút sạch sẽ, thiết bị tương đối đầy đủ. Tuy rằng so với phòng thí nghiệm của Cam Đạo Phu trong phường thị thì có chút chênh lệch, nhưng rất hiển nhiên không đơn sơ như lời Địch Á Tư nói lúc trước. Qua một lát sau, Cam Đạo Phu đã mang theo tài liệu đến, phía sau của hắn còn có nhị thiếu gia Lạp Đức Từ của gia tộc Khang Tư. Dược tề cực hạn này, Kiệt Sâm đã từng phối chế qua rất nhiều lần. Đời trước của hắn, lúc hắn bắt đầu nổi tiếng tại đại lục, cũng vì dược tề cực hạn này mà tự nhiên vô cùng quen thuộc, nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ là ở kiếp trước, trước khi một mực không tìm thấy tài liệu thì hắn tập trung tinh linh lực trên việc tu luyện linh sư. Trước kia cũng không gặp phải bình cảnh, hơn nữa cũng không có áp lực gì. Trong lúc vô hình cũng không quá cần đến dược tề cực hạn. Hiện giờ dưới áp lực của gia tộc Đạo Tư, Kiệt Sâm phải nhanh chóng đề cao thực lực của mình. Mà tại đây có đầy đủ tài liệu, dù không có các loại tài liệu mấu chốt để phối chế ra được dược tề tứ giai cực hạn, thì hắn cũng có điều để tìm được thứ thay thế. Phải biết rằng mỗi một chủng dược tề đều cần tài liệu bất đồng, mà nhiệm vụ mỗi linh dược sư không thể tránh khỏi là phải tìm tài liệu thay thế. Một chủng linh dược tề cũng không chỉ có một cách điều chế, mà ngay cả dược tề trị liệu hạ phẩm đơn giản nhất cũng đều có 9 cách điều chế khác nhau. Trong mắt của một linh dược sư, linh dược tề vô cùng linh hoạt. Hiện tại có đủ nguyên liệu để điều chế,
đều là tiền nhân đúc kết ra. Mỗi một chủng linh dược tề, đặc biệt là những linh dược tề đẳng cấp cao, tài liệu cần thiết thì hơn 10 loại, thậm chí là mấy chục loại. Muốn hoàn toàn điều chế y theo những cách nào đó thì độ khó quá lớn. Vì vậy, linh dược sư liền tìm nguyên liệu khác để thay thế. Phương diện này có rất nhiều sáng tác. Ví dụ như đại đa số linh dược sư đều biết rõ có phổ tịch so sánh tài liệu, những phản ứng và tài liệu có thể thay thế, có dược tính giống nhau. Hết chương 384. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 385, Phục dụng. Có một ít linh dược đại sư cường đại, bọn hắn thường thường đều có thể tổng kết ra kinh nghiệm và cách điều chế riêng của mình. Dĩ nhiên là muốn đạt tới trình độ này thì ít nhất cũng phải là linh dược hoàng sư nhất giai mới có thể làm được. Hơn nữa không phải tài liệu gì cũng có thể thay thế. Muốn điều chế một linh dược tề cần phải có vài tài liệu mấu chốt. Những tài liệu này thường thường là mấu chốt quyết định linh dược tề có công hiệu hay không, không cách nào thay thế được. Tài liệu gì thì có thể thay thế, tài liệu nào cũng có thể đổi. Sau khi thay thế thì hiệu quả linh dược tề như thế nào, có tác dụng phụ hay không. Những cái này đều là những học vấn vô cùng thâm ảo. Sau khi nhìn thấy Cam Đạo Phu đại sư mang tài liệu đến, Kiệt Sâm không khỏi nhẹ gật đầu. Cam Đạo Phu này quả nhiên làm việc rất tốt. Mỗi một chủng loại tài liệu đều lấy một lượng tương đương. Hơn nữa, mỗi chủng loại tài liệu cũng đều được bày đặt rất có chủ ý. Không hổ là linh dược tông sư ngũ giai. Cái này là chủ nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho Cam Đạo Phu đại sư phối chế linh dược tề sao? Không đúng. Nhìn bộ dáng của chủ nhân đứng trước bàn thí nghiệm này thì có lẽ nào... Hai người Địch Á Tư và Thái Sâm còn căn bản không biết Kiệt Sâm còn là một gã linh dược sư. Sau khi nhìn thấy cử động của Kiệt Sâm thì lập tức tràn đầy nghi hoặc trong nội tâm. Mà Cam Đạo Phu đại sư ở bên cạnh thì vô cùng kích động. Ngày hôm qua tại phường thị, chứng kiến Kiệt Sâm lý giải phối chế linh dược tề thú hóa thì trong nội tâm đều cực kỳ tràn đầy chờ mong. Sau khi xử lý đơn giản tất cả tài liệu thì Kiệt Sâm vung tay lên, chỉ thấy những tài liệu biến mất lúc trước liền xuất hiện trên bàn thí nghiệm. Bên cạnh một đống tài liệu kia là một bộ dụng cụ phối chế tử thủy tinh chiết xạ ra hào quang vô cùng mỹ lệ. Đúng là phần thưởng của Kiệt Sâm đạt được tại Đại hội Linh Dược Sư từ tay của Tư Lý Lan Tạp. Thoáng cái, hai mắt Cam Đạo Phu đại sư đã tròn xoe. Dược thần tại thượng, ta nhìn thấy cái gì thế này? Ta đang nằm mơ sao? Đây là tử thủy tinh dụng cụ. Đây đúng là tử thủy tinh dụng cụ mà. Ta rõ ràng thấy được tử thủy tinh dụng cụ. Cam Đạo Phu kích động run rẩy, thân thể gầy yếu lắc lư bất định như cỏ lau trong gió, trên mặt tràn đầy cơ giật. Sẽ không có chút lực lượng cản với linh thức xuyên thấu linh dược sư. Tài liệu sẽ không sinh ra chút biến hóa nào, có thể đề cao linh tính ổn định và tính mẫn cảm của linh thức linh dược sư. Không cần phải lo lắng về nhiệt độ cao hay là nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Không chấn động, cường độ cực cao, có được tính chất dẻo dai kéo dài cực độ. Cam Đạo Phu thần hồn nát thần tính, lại thì thào tự nói, cả người lâm vào trong một loại cuồng nhiệt. Đối với một gã linh dược sư có được dụng cụ phối chế phụ trợ thì tương đương với linh sư có một kiện vũ khí cực kỳ trọng yếu. Mà dụng cụ tử thủy tinh đối với linh dược sư mà nói thì tương đương với linh sư có thần khí, vô cùng trân quý. Trên đại lục, dụng cụ tử thủy tinh tương đương với không gian giới chỉ là báu vật vô giá. Một gã linh sư cường đại muốn có cũng vô cùng khó khăn. Vậy mà thiếu niên trẻ tuổi thập phần khó hiểu trước mặt này lại có được. Lúc này Cam Đạo Phu triệt để chấn động. Dụng cụ tử thủy tinh khiến nội tâm hắn xoay chuyển. So với ngày hôm qua Kiệt Sâm phối chế ra dược tề thú biến ngũ giai hạ phẩm thì còn rung động hơn nhiều. Không phải là một bộ dụng cụ tử thủy tinh sao? Làm gì mà phải giật mình? Nạp Đức Tư ở một bên nhìn Cam Đạo Phu giật mình, không nhịn được lẩm bẩm lên tiếng. Mà bọn người Địch Áo Tư cũng không hiểu nhiều lắm về linh dược học, cũng nhìn với ánh mắt ngốc trệ. Thần sắc khẩn trương của Cam Đạo Phu ở một bên với vẻ không hiểu. Trong ánh mắt bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Không phải là một bộ dụng cụ tử thủy tinh? Cam Đạo Phu nghe được câu này, cả người kích động,
thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, dùng ngón tay chỉ thẳng vào người của Nạp Đức Tư bên cạnh, trợn trừng mắt gào thét. Xú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Đây chính là dụng tự thủ thủy tinh. Tử thủy tinh, nghe chưa? Ngươi biết giá bộ dụng cụ này trên đại lục như thế nào không mà nói? Nạp Đức Tư ngượng ngùng không dám nói tiếp. Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua dụng cụ tử thủy tinh này là đồ vật quý giá cỡ nào. Cẩn thận nhỏ giọng dò hỏi. Chẳng lẽ là đến tận mấy trăm vạn linh tệ à? Hay là một hay là hai vạn linh tệ? Đối với Nạp Đức Từ thì 2.000 vạn linh tệ cơ hồ là tương đương với toàn bộ tài sản của gia tộc hắn. Một bộ dụng cụ nho nhỏ mà đáng giá chừng này thì tương đối kinh thiên động địa rồi. Một hai vạn linh tệ à? Khóe mắt Cam Đạo Phu run rẩy hai cái, khóe miệng cười ra thành tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhìn Nạp Đức Từ như nhìn tên hai lúa lên tỉnh. Một hai ngàn vạn linh tệ mà muốn mua bộ dụng cụ này, chỉ sợ muốn mua mảnh vỡ cũng còn không có. Thực lực chú ý của người địch Á Tư liền lập tức tập trung tới. Bọn hắn rất tò mò giá trị bộ dụng cụ này bao nhiêu mà khiến cho Cam Đạo Phu đại cấp bậc tông linh sư giật mình như thế. Cam Đạo Phu cười lạnh lên tiếng. Báu vật vô giá là báu vật vô giá đấy, nghe rõ chưa? Dù ngươi có tiền cũng không mua được đâu. Dụng cụ từ thủy tinh không phải cứ có tiền là mua được. Nhìn thấy bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của bọn người Nạp Đức Tư, Cam Đạo Phu cười lạnh nói. Dụng cụ phối chế từ thủy tinh chia làm 7 màu đỏ, cam, vàng, xanh lam, tràm, tím. Mà trong 7 màu này, màu đỏ là kém nhất và màu tím là tốt nhất. Lúc trước, Lão Phu phải bỏ ra 500 vạn linh tệ mới có thể mua được một bộ dụng cụ màu xanh. Theo Lão Phu biết, toàn bộ hỗn loạn chỉ lĩnh, đại gia tộc đỉnh tiêm cử lý có một bộ dụng cụ thanh thủy tinh tổ truyền có giá trị 2.000 vạn linh tệ. Bất quá coi như là có 2.000 vạn linh tệ cũng chưa chắc có thể mua được một bộ dụng cụ thanh thủy tinh đại lục. Như vậy, cái này cũng không phải là dùng linh tệ là có thể mua được đâu. Theo Cam Đại Phu giảng thuật, ánh mắt bọn người, địch Áo Tư nhìn Kiệt Sâm lại lần nữa thay đổi. Ngay từ đầu lúc bọn hắn phát hiện ra báu vật không gian giới chỉ vô giá của Kiệt Sâm thì đã vô cùng rung động. Hiện giờ lại phát hiện chủ nhân rõ ràng có được linh dược sư, hơn nữa lại còn vô cùng tinh thông, lại còn có được một bộ dụng cụ tử thủy tinh mà toàn bộ đại lục đều mơ ước. Giờ phút này, bọn hắn đã không có cách nào hình dung cảm giác của mình đối với Kiệt Sâm trong nội tâm. Trên người Kiệt Sâm tự hồ như có vô số tầng sương mù, bọn hắn mở ra được một tầng thì tự cho là có thể thấy rõ diện mục của đối phương, lại phát hiện sau khi khai mở tầng sương mù này thì đám sương mù trên người của Kiệt Sâm lại tự hồ trở nên dày đặc hơn, khiến bọn hắn không cách nào nhìn rõ hay lý giải nổi. Hết chương 385, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 386, Phục Dụng. Kiệt Sâm liếc nhìn Cao Đạo Phu lý giải. Khi đại hội linh dược sư kết thúc, phát hiện phần thưởng là một bộ dụng cụ từ thủy tinh thì hắn cũng chấn kinh sâu sắc một phen. Bất quá lúc này hắn không có thời gian dây dưa với bọn người Cam Đạo Phu, hắn đã bắt đầu phối chế. Trong lúc hai tay hắn cử động, hắn đã đặt lên ba phiến tinh quang diệp trước mặt. So với ngón cái thì tinh quang diệp hơi to hơn, lá cây có màu tím, phiến lá đầy đặn. Phía trên có quang điểm lốm đốm, phát ra đạo đạo ảo ảnh, lướt trên mặt bàn. Vốn khiến tinh quang diệp còn hoàn hảo hơn trong tay của Kiệt Sâm, liền lập tức hóa thành một đống phế thải trên bàn thí nghiệm. Mà từ thủy tinh một bên vốn không có gì đã xuất hiện một chất lỏng màu tím trong suốt lốm đa lốm đốm. Lại một đạo hào ảnh xuất hiện. Căn phòng một ly hành trên bàn thí nghiệm đã văng không bay lên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Vốn là hai mộng ly hành hoàn hảo, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ rất nhỏ. Trong lúc ngón tay nhẹ gảy, ống thủy tinh chứa chất lỏng màu tím kia giống như suối phun lên thân cây mộng ly hành phát sáng. Chất lỏng phun tung tóe một cách hoàn mỹ, không lãng phí giọt nào. Trong chớp mắt, các dịch thể màu tím đã trở thành màu cam hồng.
Cam đạo phu nhìn thấy mà ngây ngẩn cả người. Thường thì lúc phối chế dược tề, linh dược sư sẽ không để những người khác quấy rầy. Kiệt Sâm không khiến Cam đạo phu bọn hắn phải ly khai. Cam đạo phu tự nhiên cũng vô cùng mừng rỡ. Hiện tại mỗi người đều trừng lớn hai mắt, sợ bỏ qua chi tiết nào đó. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, canh cổng thành thạo. Bọn người Địch Á Tư nhìn động tác phối chế bình thường kia của Kiệt Sâm giống như là xem biểu diễn nghệ thuật. Nhưng giờ phút này Cam đạo phu lại tràn đầy nghi hoặc trong nội tâm. Hắn nhíu mày suy nghĩ, trong miệng thì thào lên tiếng. Cái này không biết là Kiệt Sâm đại sư sẽ tột cùng là phối chế thế nào. Lúc mới bắt đầu, Cam đạo phu đang còn muốn ở bên cạnh của Kiệt Sâm học hỏi một chút. Nhưng giờ phút này nhìn thấy động tác của Kiệt Sâm thì hắn đã hoàn toàn mơ hồ. Không nói những phản ứng nguyên lý giữa những đồ vật cao thâm bậc này, xử lý tài liệu tinh quang thảo, phối chế bình thường hẳn là cho vào trong dụng cụ ép nát, chiết xuất mới có thể trích ra được dung dịch nguyên vẹn. Mà không biết Kiệt Sâm ở trước mặt này như thế nào mà lại làm được. Trong lúc hai tay chuyển động thì chất lỏng màu tím từ tinh quang diệp đã xuất hiện trong ống thủy tinh rồi. Mà mộng ly hành thì càng không hợp với thói thường, chất lỏng màu đỏ tím bên trong mộng ly hành có tính mẫn cảm rất mạnh. Không thể dùng công cụ bình thường để phá vỡ, mà nhất định phải dùng ngọc thạch làm lạc châm, chọc thủng một lỗ nhỏ. Từ đó dùng dụng cụ hứng lên dùng dịch. Cuối cùng căn cứ muốn phối chế linh dược tề thì phải tính toán hàm lượng dung dịch của tinh quang diệp và mộng ly hành. Cuối cùng thông qua dụng cụ dung hợp tại cùng một chỗ. Nhưng Kiệt Sâm trước mặt căn bản không cần tính toán đo đạc gì. Lại cho cả hai hỗn hợp lại cùng một chỗ. Căn bản không cần nhắc đến nhân tố khác. Giờ phút này, Cam đạo phu nhìn Kiệt Sâm giống như là một đệ tử mới tốt nghiệp tiểu học chứng kiến một đại giáo sư toán học đang giải đề một bài toán. Lúc này, hào quang bừng bừng đi lên quan sát, lại phát hiện trình tự giảng bài của đối phương vô cùng cao siêu, chính mình không hiểu một chút nào. Cái này khiến Cam đạo phu phiền muộn trong nội tâm cơ hồ muốn thổ huyết. Kiệt Sâm một mực xử lý tài liệu trong tay rất nhanh, dùng hợp lại cùng một chỗ, cho vào bình phản ứng phối chế. Trong lúc phối chế, cả người Kiệt Sâm hoàn toàn chuyên tâm, nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, mồ hôi trán tụ lại thành một dòng trên gương mặt, cuối cùng nhỏ xuống nhưng hắn vẫn hồn nhiên không phát giác. Hôm nay mặc dù là phối chế dược tề tứ giai cử hạn, nhưng vì để đột phá bình chướng tam giai lên Kiệt Sâm cực kỳ có chuyên tâm, cố gắng khiến mỗi một bước đều trở nên hoàn mỹ nhất. Sau khi phát hiện chính mình nhìn không hiểu, Cam đạo phu đại sư cũng không giống như trước. Không để ý đến Kiệt Sâm xử lý như thế nào, mà ngược lại giống như bọn người Nạp Đức Tư, thưởng thức Kiệt Sâm phối chế. Không nghĩ tới một ít trình tự của Kiệt Sâm, khi nhìn lại khiến cho hắn có chút hiểu được, rất khó để mà dẫn dắt. Trong phòng thí nghiệm vô cùng yên tĩnh, chỉ có thanh âm phản ứng rất nhỏ của Linh Dược Tề cùng với thanh âm xử lý tài liệu rất nhỏ kia của Kiệt Sâm. Mọi người không dám thở mạnh, tất cả đều cơ hồ như nín thở. Sợ quấy nhiễu Kiệt Sâm phối chế. Sắc mặt của Kiệt Sâm ửng hồng, mồ hôi rậm rạp trên trán của hắn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thêm một tiếng hơi thở to nhỏ vang lên. Một lọ linh dược tề đỏ tươi như máu im im lặng lặng xuất hiện trên bàn, tuyên cáo cho mọi người dược tề cực hạn đã hoàn thành. Kiệt Sâm có chút điều chỉnh hô hấp của mình. Giờ phút này hắn cảm giác được linh lực trong cơ thể đang sao động vận chuyển. Trong lúc toàn thân chuyên chú phối chế, thân thể hắn như có một loạt đột phá linh sư tam giai cao cấp đến linh sư tứ giai cấp thấp. Loại cảm giác muốn đột phá này khiến tâm tình của Kiệt Sâm vô cùng hưng phấn, huyết dịch sôi trào. Chọn ngày không bằng được ngày, đã phối chế ra dược tề cực hạn, Kiệt Sâm cũng liền lập tức phục dụng nếm thử. Tấn cấp, giờ phút này hắn cảm giác trạng thái trong cơ thể mình tốt hơn bao giờ hết. Căn cứ vào thuyết pháp linh thần quyết, sau khi tiến vào thiên linh sư tứ giai, tu luyện giả sẽ có một đột biến về thể chất. Và cái này khiến cho Kiệt Sâm tràn đầy chờ mong trong nội tâm. Kiệt Tư Đại Sư à, tên của linh dược tề này là gì? Cam Đạo Phu đã phối chế xong, lúc này ở một bên hiếu kỳ lên tiếng. Cực hạn dược tề. Cực hạn dược tề à? Cam Đạo Phu chau mày. Hiển nhiên trước kia hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Trên thực tế, cực hạn dược tề tuy rằng là dược tề thông dụng, nhưng cái thông dụng này chỉ tính từ nhất đến cửu giai đều có, mà không phải là ý tứ bình thường. Hơn nữa,
Cực hạn dược tề là cái tên gọi thống nhất mà 3.000 năm sau, khi linh dược học đã rất phát triển. Trong thời đại hôm nay, cực hạn dược tề tứ giai này có thể được gọi là thiên linh sư dược tề. Ý tứ chính là có thể khiến linh sư đột phá đến thiên linh sư, là loại cao cấp nhất trong các loại tứ giai linh dược tề. Cam Đạo Phù tự nhiên chưa từng nghe qua là đúng rồi. À, là dược tề mấy giai? Cam Đạo Phù nhịn không được lần nữa hiếu kỳ lên tiếng. À, là tứ giai. À. Cam Đạo Phù nhàn nhạt ứng tiếng, lập tức hai mắt trừng thoáng một chút. Tứ giai, kể từ đại sư lúc trước hào tốn tài liệu mấy trăm vạn linh tệ, rõ ràng chỉ chế ra được một lọ linh dược tề tứ giai. À, cái này cũng quá... Cam Đạo Phù cảm giác như đầu óc của mình không chịu nổi. Những tài liệu như tinh quang diệp, long nhãn thạch, những tài liệu này ở hỗn loạn chi lĩnh cũng có thể thấy được, nhưng tương đối đắt đỏ. Mà tài liệu như mộng ly hành thì coi như là ở hỗn loạn chi lĩnh cũng cực kỳ hiếm có đi. Hết chương 386, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 387. Tấn cấp thiên linh sư. Nếu không phải là Thánh Phỉ Thành ở nơi cách xa con đường ra vào của hỗn loạn chi lĩnh, lấy thực lực của tam đại gia tộc ngoại của thành Thánh Phỉ tuyệt đối không thể nào lấy nổi. Vốn cho là Kiệt Sâm hao tốn nhiều tài liệu như vậy để chế biến ra được linh dược tề ngưu bức cỡ nào, nhưng đẳng cấp tứ giai lại khiến cho Cam Đạo Phù thiếu chút nữa đã hộc máu vì điên. Xem xét giá trị linh dược tề, đặc biệt là giá trị của một lọ linh dược tề, quá trình tương đối phiền toái. Người bình thường khi nói đến linh dược tề không biết thì thường thường sẽ nghĩ đến cấp bậc của nó đầu tiên. Nhưng là trên thực tế, đánh giá giá trị của linh dược tề chính là công hiệu của nó. Bọn người Địch Á Tư ở một bên cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn mặc dù không hiểu nhiều như Cam Đạo Phu, nhưng cũng biết cấp bậc linh dược tề càng cao thì càng đáng giá. Toàn bộ thành Thánh Phỉ tuy rằng chỉ có một ngũ giai cấp thấp tông linh sư như Cam Đạo Phu, nhưng Khang Từ gia tộc với tư cách là gia tộc chuyên kinh doanh linh dược tề và tài liệu của thành Thánh Phỉ, trong gia tộc cũng có hai tứ giai trung cấp linh dược sư. Tuy rằng bọn hắn vì tuổi của Kiệt Sâm mà có thể phối chế ra tứ giai linh dược tề mà cảm thấy giật mình, nhưng tài liệu hắn hao tổn lúc trước lại khiến cho trong lòng của bọn hắn phải nhỏ máu. Tài liệu mấy trăm vạn linh tệ cuối cùng chỉ nhận lại được một lọ linh dược tề tứ giai. Đây không phải là lãng phí thì là gì? Chỉ có điều, Cam Đạo Phù ở một bên sau khi phiền muộn thì lại cau mày, bộ dạng kiệt lực suy nghĩ. Tài nghệ của Kiệt Sâm ở trước mặt linh dược học hôm qua, hắn đã được lĩnh giáo, tuyệt đối không chỉ có tiêu chuẩn như vậy. Hắn ngẩng đầu, lại lần nữa hỏi thăm. Kiệt Tư Đại Sư à, công hiệu của cực hạn dược tề này là thế nào? Các người ở một bên không nên quấy rầy ta. Kiệt Sâm khoát áo, linh lực trong thể nội của hắn hiện giờ đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hắn ngăn trở lời hỏi thăm của Cam Đạo Phu. Cam Đạo Phu lập tức không nói, mà bọn người Địch Á Tư ở một bên vốn định lên tiếng cũng ngậm miệng. Kiệt Sâm hít sâu một hơi, ở trước bao nhiêu người, hắn lấy ra 1/5 lượng dung dịch nhiễm hồng sắc tử ở trong bình dược tề mới phối chế thành công lúc đó, pha loãng thành một lọ linh dược tề. Trong lúc đó, Kiệt Sâm như nghĩ tới điều gì, nói với Nạp Đức Tư ở một bên. Nạp Đức Tư, ta nhớ được người hẳn là tam giai cao cấp linh sư, tấn cấp tam giai cao cấp đã lâu rồi. Nạp Đức Tư sững sờ, không rõ Kiệt Sâm vì sao lại hỏi vấn đề này. Hắn nghĩ nghĩ, lên tiếng nói. À, ta tấn cấp tam giai cao cấp đã gần 3 năm rồi. Kiệt Sâm ngậy gật đầu, tay phải khoác lên bờ vai của Nạp Đức Tư, dùng linh thức tinh tế cảm nhận thể nội của hắn một chút. Lập tức hắn lấy ra 1/10 lượng, pha loãng thành một lọ linh dược tề. Uống xong nó, sau đó thử đột phá xem sao. Kiệt Sâm đưa bình linh dược tề kia vào tay của Nạp Đức Tư, sau đó một ngụm uống hết bình cực hạn dược tề đã pha loãng của mình. Sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi trong phòng thí nghiệm, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, không để ý đến mọi người nữa. Nạp Đức Tư ngẩn người, hắn không rõ Kiệt Sâm đột nhiên hỏi đẳng cấp linh lực của mình để làm gì, sau đó lại bảo mình dùng bình linh dược tề này rồi thử đột phá là thế nào.
Chẳng lẽ nói linh dược tề này có thể giúp mình đột phá đến cảnh giới tứ giai thiên linh sư sao? Trong nội tâm Nạp Đức Từ hiện lên một loại khả năng, lập tức cười cười, lại lắc đầu, cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ háo huyền. Linh dược tề có thể khiến người ta đột phá là thứ trọng yếu nhất trong tất cả các loại linh dược tề, có thể nói là tuyệt mật. Chỉ có một vài linh dược sư cường đại mới có thể nắm giữ. Hơn nữa, yêu cầu phối chế cũng cực cao. Căn bản không phải là linh dược sư tùy tùy tiện tiện là có thể chế biến ra được. Nạp Đức Từ tuy rằng trong nội tâm vô cùng nghi hoặc, nhưng phần phó của Kiệt Sâm hắn cũng không dám không theo. Lúc này hắn uống xong bình linh dược tề kia, sau đó hắn nhắm mắt khoanh chân tu luyện lên. Hắn tu luyện liền lập tức cảm thấy một tia không đúng. Linh lực trong cơ thể nội Nạp Đức Từ vào trong năm trước đã đạt đến cảnh giới tam giai cao cấp đỉnh cao. Trong một năm này, hắn đã từng thử qua vô số lần đột phá, nhưng lần nào cũng thất bại. Lối vào tứ giai kinh mạch giống như được bổ bê tông, vô cùng chắc chắn. Dù hắn có điều động linh lực trùng kích như thế nào cũng không thể nào trùng kích nổi. Tuy rằng theo hắn không ngừng tu luyện trong một năm qua, linh lực tam giai cao cấp trong thể nội cũng càng ngày càng cô đọng. Nhưng cường độ linh lực vào một năm trước, sau khi đạt đến một cao độ, vô luận về sau hắn tu luyện thế nào thì linh lực phản chất sẽ đến cực hạn, không thể nào tăng cường thêm. Nhưng hôm nay, sau khi phục dụng cực hạn dược tề của Kiệt Sâm, hắn liền cảm giác được linh lực tam giai cao cấp trong thể nội của mình liền như một mãnh nam được ăn xuân dược, lập tức trở nên cuồng bạo. Tam giai linh lực vốn vô cùng cổ động không ngừng gầm thét trong kinh mạch, điên cuồng bạo tăng, không ngừng trùng kích, khiến tam giai kinh mạch của hắn ẩn ẩn có chút đau đớn. Nhưng đồng dạng, Nạp Đức Từ giờ phút này cảm giác được toàn thân mình tràn ngập thực lực, có một loại nghiền áp hết thảy. Trong thiên địa không có thứ gì có thể ngăn trở được hắn. Trong nội tâm của Nạp Đức Từ lập tức vô cùng kích động. Hắn hít một hơi thật sâu, linh thức khống chế linh lực cuồng bạo trong thể nội của mình trùng kích về phía bành trướng kia. Bành trướng vốn vô cùng chắc chắn dưới cơn trùng kích liền bắt đầu lung lay, đại lượng vết rạn xuất hiện, tựa hồ bành trướng cứng rắn như thép trước kia thời khắc này đã biến thành một tấm ván gỗ mục nát, không chịu nổi một kích. Nạp Đức Từ mừng rỡ trong lòng, lại lần nữa điều động linh lực trong thể nội, hùng mãnh xông về phía bành trướng tứ giai. Mà trong khi Nạp Đức Từ đang trùng kích tứ giai bành trướng thì Kiệt Sâm ở một bên cũng đang trùng kích. Nhưng khác với tình huống của Nạp Đức Từ chính là cường độ linh lực trong thể nội của Kiệt Sâm tuy rằng dưới dược liệu của cực hạn dược tề đã tăng lên rất nhiều, nhưng lúc trùng kích bành trướng thì lại như sóng đánh lên đá ngầm. Thể nội linh lực bành trướng như thủy triều tứ ta đánh lui, mà trong bành trướng tứ giai kia vẫn dựng thẳng như vách đá đứng, ngay cả một vết rạn cũng không xuất hiện, tựa hồ như trùng kích của linh lực cuồng bạo lúc trước đối với nó không hề có tác dụng. Nhưng sau khi thấy tình huống này, trong nội tâm của Kiệt Sâm chẳng qua không cảm thấy nản lòng, ngược lại còn lóe lên một tia cuồng hỉ. Trong cảm giác của hắn, tứ giai bành trướng dưới sự trùng kích của linh lực cuồng bạo mặc dù không có chút vết rách nào, nhưng lập tức khi linh lực trùng kích xuống lại có một tia lắc lư. Tia lắc lư này cực kỳ thật nhỏ. Hết chương 387, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.